Vâng, chúng ta đến với cái bài mà quy luật hình thành thái độ của con người. Tuấn sẽ mô phỏng cái này để các anh chị dễ hình dung. Khi một môi trường bên ngoài nó tác động một thông tin vào trong con người mình, thì nó thông qua ngũ căn, bao gồm nhĩ căn tức là tai, nhãn căn tức là mắt, mũi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, và thân là thân căn. Chỉ có 5 cái input đầu vào thôi, cảm nhận thông tin. Và khi thông tin nó đưa lên não, nó vào não, thì bắt đầu trong não bắt đầu nó hình thành cái cơ chế vận hành như sau. Đầu tiên là nó tổng hợp thông tin, nó ra được thông tin. Xong bắt đầu nó so sánh với cái gì ạ? Niềm tin cũ. Nó so sánh với cái niềm tin cũ. Cái ta này là ta trong con người nó thôi nhá, chứ không phải cái ta chân lý. Nó mới so sánh với cái niềm tin cũ. Và nếu như cái niềm tin cũ này mà nó trùng với thông tin đưa vào, thì cái này nó sẽ ra kết luận. Và kết luận này nó thích hay ghét thì nó tỏ thái độ với môi trường bên ngoài. Tỏ thái độ với môi trường bên ngoài. Cái phần nét liền này Tuấn ghi là phần bộc lộ ra bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy. Vậy thì toàn bộ cái phần bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta chỉ thấy là thông tin cung cấp đầu vào cho họ, và chúng ta nhìn thấy thái độ của họ bộc lộ ra bên ngoài đầu ra. Tuấn lấy ví dụ thế này. Chúng ta nghe nhạc đi. Ở thế hệ mà phụ huynh đang học cấp 2 như thế này chắc là cũng tuổi tôi nhiều. Có phải chúng ta được bơm vào đầu một cái niềm tin là nhạc bolero? Thế thì khi mà mình nghe nhạc bolero thì nghe một bài bật lên bolero thì mình so sánh với niềm tin cũ. Ôm đúng bolero đây rồi. Thế là gì ạ? Mình kết luận là gì? Ui, bài này hay quá. Bắt đầu thái độ là gì? Nó phấn chấn, nó vui vẻ hẳn lên để nghe bài này. Nhưng mà nếu bây giờ bật cho chúng ta cái bài nhạc trẻ thì thông qua cái tai mình nghe, mắt mình xem video, nó vào đây một phát. Thế là nó so sánh với niềm tin cũ. Niềm tin cũ của mình chỉ thích nhạc vàng thôi. Nó cứ phải theo em anh chị về rồi chưa có bao giờ gì đấy, vân vân. Nó cứ ả ướt. Thế thì bây giờ tự nhiên thấy bọn trẻ nó cứ ịch. Thế thì mình so sánh xong mình bảo mẹ vớ vẩn, nhạc gì mà cứ sầm sập. Bắt đầu kết luận. Xong bắt đầu nó ra gì ạ? Nó ra thái độ tắt ngay cho bộ. Đấy. Và khi mà nó làm cái việc này, nâu dần dần nó hình thành và nó so sánh với niềm tin cũ. Nó ghê gớm kinh khủng luôn. Hay là thế này, một người bán hàng đa cấp, họ nói tương tự như thế này. Thế thì nó đã từng bị đa cấp lừa chẳng hạn. Mà rõ ràng giữa đa cấp, cái nhóm đa cấp họ nói chuyện ấy, thì đa cấp thì cũng có những người xấu, có những người tốt, hay có những người bình thường, họ vẫn nói chuyện rất là hay giống như đa cấp. Thế nhưng mà mình chỉ cần nghe cái biểu hiện này nó giống đa cấp, xong vào đây mình so sánh ngộng về y bọn đa cấp. Thế là thái độ của mình là gì? Bắt đầu tỏ thái độ luôn. Rất là nguy hiểm. Và tất nhiên khi thôi, thì đương nhiên nó sẽ trả ra một kết quả. Thằng kia nó cũng chả vui vẻ gì. Nó phản ứng luôn. Thế phản ứng luôn thì bắt đầu mình lại bổ sung thêm niềm tin. Đúng là bọn đa cấp. Vậy thì càng ngày nó càng dính chặt vào. Vậy nếu đây đúng là sau khi trải nghiệm mà đây là niềm tin tốt, thì nó sẽ gì ạ? Bổ sung lại cái niềm tin cũ. Bổ sung thêm niềm tin. Nhưng mà nếu mà là niềm tin mà nó vẫn là màu vàng thế này, thì nó bám chặt vào. Và trong đạo Phật gọi là kiết sử. Và cái gì nó bám chặt vào là không gỡ được. Tôi lấy ví dụ gặp thằng đàn ông thứ nhất, nó tán đúng như thế này, xong nó lừa mình, hình thành niềm tin lần một. Xong gặp thằng thứ hai, nó cũng tán đúng như thế này, nó lừa mình, hình thành niềm tin lần hai. Gặp thằng thứ ba, nó tán mình đúng như thế này, bố không tin nữa, bố tỏ thái độ. Và tỏ thái độ thì thấy thằng kia nó chạy mất, lại ra kết quả. Mẹ đúng thật, tỏ thái độ phát nó chạy luôn, thằng này thằng Sở Khanh. Và kết luận là gì? Nó là Sở Khanh. Bọn đàn ông là Sở Khanh hết. Và cái niềm tin cũ này nó hình thành to đùng. Và vào một ngày đẹp trời, bất cứ ai nói đến đàn ông thì ngay lập tức nó bảo bọn đấy là bọn Sở Khanh. Trong khi đó những cô gái ngay lần đầu yêu một phát đã hạnh phúc luôn. Cô kết luận là gì? Đàn ông tuyệt vời. Vậy nó khác nhau cái niềm tin. Đấy. Vậy có những người bảo đàn ông tuyệt vời vì họ được cái lượng gì ạ? Cái lượng niềm tin cũ của họ là họ đã được những người đàn ông tốt nâng đỡ. Còn những người gì ạ? Có niềm tin vào đàn ông là một bọn lừa đảo, là do họ gì? Bị đàn ông lừa đảo nhiều quá. Nhưng một phần cũng là do chính cái thái độ của họ bộc lộ
với những người tiếp theo, cho nên họ ghét, họ bỏ đi thì nó lại cung cấp. Và trong đạo Phật cái đấy gọi là kiết sử. Và nếu họ bị lừa đến 5 lần bởi người đàn ông thì vĩnh cửu không ai gỡ cho họ cái kiết sử này đi được. Trừ khi không may trong cuộc đời họ, may trong cuộc đời họ, họ gặp một người đàn ông quá tốt, quá hy sinh, và thái độ của nó tỏ ra thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn hy sinh, thì may ra mới gỡ được kiết sử này. Cho nên trong đạo Phật mới nói rằng là gì ạ? Chỉ có yêu thương thì mới chữa lành hận thù. Chỉ có sự độ lượng thì mới chữa lành sự ích kỷ. Chứ không tài nào mà họ tự thay đổi được, mà mình phải giúp họ. Chỉ có nước, nước mát với tưới tắm được cây khô, làm cho cây khô tươi tốt. Cho nên ở đâu đó chúng ta phải hình thành ra, muốn gỡ cho một người khác cái kiết sử đấy thì mình đừng chấp vào thái độ của họ. Mà thái độ của họ bộc lộ như vậy là do cấu tạo niềm tin cũ của họ. Và mình cứ hãy làm, hãy làm, hãy làm, hãy cố làm, vì nó cần thời gian. Và chúng ta làm đủ thì dần dần nó sẽ gỡ được niềm tin cũ đi và họ sẽ thay đổi. Cho nên đừng mong muốn rằng ai đó họ có thái độ chưa tốt với mình thì đừng mong rằng họ ngay lập tức họ tốt với mình ngay. Nó giống như cái cây khô vậy, chúng ta phải tưới mỗi ngày. Có khi tưới cả tháng cây nó mới tươi trở lại, nếu như cây đấy nó bị khô hạn nhiều ngày, tức là cái kiết sử nó lớn. Còn nếu như cái cây mà nó mới héo thì thôi mình tưới một cái nó tươi ngay. Cho nên sự yêu thương của con người chính là không chấp vào hành vi, không chấp vào thái độ, mà yêu thương họ là chúng ta hãy đối xử thật tốt với họ để họ thay đổi cái kiết sử này đi. Tôi lấy ví dụ khi tôi vào Sài Gòn thôi, thì trong Sài Gòn họ gọi là Bắc Kỳ. Mà Bắc Kỳ thì họ đánh giá là Bắc Kỳ nó rất là keo kiệt. Đi taxi là 126.000 thì nói rằng thông cảm anh còn có 120. Nhưng người nam thì 126.000 đưa 150 thôi khỏi thối. Thế nó kết luận là Bắc Kỳ là gì ạ? Là keo kiệt. À vậy thì tôi vào đấy, tôi chơi luôn văn hóa đấy. Nếu 126 đưa 150 không cần thối. Xong dần dần họ với gì ạ? Và mỗi một người có ý thức như vậy dần dần họ phải gỡ đi được cái gì ạ? Cái định kiến kiết sử trong đầu là Bắc Kỳ. Đấy, cho nên là hãy yêu thương và tưới tắm. Và điều tốt nhất của cuộc đời này là giúp cho người ta có thêm được những cái niềm tin tích cực, thay vì phán xét thái độ của người ta. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đừng phán xét thái độ của con. Quay trở lại đấy, cũng đừng phán xét thái độ của con, mà phải xem trong đầu con nó đang tồn tại niềm tin như thế nào. Và hãy tưới tắm lên cho con những niềm tin tích cực, những niềm tin tốt để cho con cùng bước đi. Và tuyệt đối đừng chấp vào thái độ của con. Như thế thì chúng ta mới đại lượng với chính con. Như thế mới là những người lớn chứ. Còn chấp trước cho nó từng cái hành vi một thì quả thực là mình là người gì ạ? Ích kỷ, khó tính, chấp vặt, thì lấy đâu mà sống hạnh phúc trong một gia đình được. Cho nên khó nhất sống trong một gia đình là hiểu được những cái định kiến, những cái vết đau, những cái quá khứ mà người ta gặp phải, cho nên người ta còn tồn tại cái kiết sử. Và mình đến để tưới tắm, rửa ráy và gột đi những kiết sử của họ. Đây chính là cơ chế để hình thành niềm tin và bộc lộ thái độ ra môi trường bên ngoài. Vậy quay trở lại bài này, phụ huynh hãy tìm xem, cố gắng thấu hiểu những cái niềm tin, những định kiến trong đầu con, và trách nhiệm của chúng ta gỡ đi những định kiến trong đầu chúng, chứ không phải chúng ta ngồi bắt bẻ hành vi của chúng. Hãy thực hiện từng bước, tôi tin các anh chị sẽ thấu hiểu con cái hơn, và chắc chắn con cái sẽ gần gũi và chia sẻ với các anh chị nhiều hơn. Vậy sau khi chúng ta đã giải quyết cái bài niềm tin cũ này rồi thì chúng ta sang cái bài tiếp theo. Con xem bài gì. Đấy,
là xây dựng niềm tin cho con thông qua quy luật cuộc sống. Vậy thì anh chị muốn xây dựng được niềm tin cho con mà tích cực thì chính các anh chị trong con người mình phải có niềm tin tích cực. Còn nếu chính mình không có niềm tin tích cực, lấy đâu trao cho con niềm tin tích cực? Lấy đâu tẩy rửa được? Có khi mình còn làm két thêm cái kiết sử của nó mà. Cho nên mời các anh chị qua bài tiếp theo, niềm tin cho con thông qua quy luật cuộc sống, mà chính là tôi muốn chia sẻ với các anh chị niềm tin của chính mình đấy ạ. Vâng, mời các anh chị sang bài tiếp theo.